Quay trơn hot trend, tăng chiều cao đủ size, đen nam nữ. Cái này thì free size, đi bên phải bên trái đều được, thoải mái. Xong rồi nó ship hai cái bên trái này. Bây giờ thành cái như này đây này. Các bạn thấy không, làm ăn thế này đấy. Không đi đi kiểu vậy cũng không được. Nói chung là đặt niềm tin vào Shopee thì cũng phải. Bao nhiêu tiền? Sáu chục. Mua về sự tức giận chung một chiều. Đi biển đây. Đừng tức giận. Không thể nhận ra được là có người sáng Max Fit và Lager. Cười ý ạ. Trả hàng hoặc tiền thôi. Cơ, nếu mà sau gửi hai cái set bên phải. Chiều ơi, bóng hoa quá buồn, quá buồn. Bóng hoa được mà. Trả hàng được mà.